Hôm nay Tân An đi đâu vậy? Tân An đang đi chơi Tết à? Ồ, Tân An đi chơi Tết à? Thế nha, bố con mình cùng đi nhá. Vâng ạ. Thank you.
ăn nhá. Đây bạn này hay xem AnAn TV này. Thế năm mới tân an cho các bạn như nào đây? Để đi học tiếng Anh, học mẫu giáo đúng không? Ok, thì chúng ta đi chơi tiếp đây nào.